5 cái lý do đầu tư ở tại Thanh Hóa giai đoạn từ 2024 cho đến 2030. Xin chào anh chị và nhà đầu tư, tôi là Long. Hiện tại Long là một chuyên gia môi giới ở tại thị trường đầu tư đất nền dưới Thanh Hóa. Thì cũng có nhiều anh chị hỏi Long rằng là bất động sản Thanh Hóa thì những cái lý do gì lại thu hút nhiều anh chị nhà đầu tư đến như vậy? Và lý do vì sao ta có thể là tìm hiểu đầu tư trong Thanh Hóa trong cái giai đoạn từ 2024 đến 2030 để giúp chúng ta làm sao mà đầu tư thành công này, thắng lợi hơn, và chúng ta sẽ bám theo những cái định hướng phát triển như thế nào để giúp cho anh chị có những cái góc nhìn nó đa dạng hơn về thị trường Thanh Hóa, để giúp cho chúng ta tránh phải những cái rủi ro, ví dụ đầu tư bị động vốn này, hay là đi ngược với cả xu hướng của thời điểm hiện tại. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta hiểu được những thông tin mới nhất về thị trường và tương lai bất động sản Thanh Hóa nó sẽ ra sao, để giúp cho anh chị làm sao mà đưa ra được quyết định đầu tư thành công và thắng lợi trong và sau năm 2024. Và chúng ta hãy cùng nhau vào cái chủ đề video ngày hôm nay. Long sẽ chia sẻ cho mọi người gọi là 5 cái lý do mà bản thân Long đánh giá Thanh Hóa là một trong thị trường mà vô cùng tiềm năng. Và hầu như khách hàng khi mà chia sẻ với Long thì bản thân mọi người cũng đều bảo rằng những yếu tố này là những yếu tố mà gần như là quyết định để thu hút người đầu tư giới đầu cơ về Thanh Hóa để người ta tìm hiểu và săn đất. Yếu tố đầu tiên hay yếu tố thực tại đó chính là về cái gọi là bất động sản Thanh Hóa, cái về cái số vốn đầu tư công ấy ở tại Thanh Hóa hiện tại cho năm 2024 ấy, thì mục tiêu của Thanh Hóa là 12.000 tỷ, gần 12.000 tỷ đầu tư công cho năm 2024. Và hiện tại là cái tình trạng thực tế mọi người nhá, cái tình trạng thực tế là bất động sản Thanh Hóa đã giải ngân vốn đầu tư công được khoảng tầm hơn 50% rồi. So với cả 6 tháng đầu năm thì Thanh Hóa đang là một trong những cái địa phương mà phát triển giải ngân vốn đầu tư công nhiều nhất của cả Việt Nam. Thì cái điều này minh chứng là gì? Cái tốc độ phát triển của Thanh Hóa đang rất thực tế so với cả cái mục tiêu đề ra. Khi mà đã đứng top một cái Việt Nam thì có nghĩa là gì? Những tay, những cái người đứng đầu ở tại Thanh Hóa người ta đang làm rất là mạnh tay, làm rất là quyết liệt để làm các tuyến đường liên xã, liên thôn này, làm các khu vực về công nghiệp này để giúp cho Thanh Hóa làm sao mà sánh ngang với các cái vùng phát triển như là Bắc Ninh, Bắc Giang này, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, để giúp cho các cái khu vực này nó phát triển chính là về công nghiệp. Đây Long nghĩ đây là một yếu tố thực tại đầu tiên và yếu tố mà gần như là rất sát so với cả thị trường khi mà năm nay năm 2024 thì cái mục tiêu từ đó Long đề ra như vậy. Bởi vì một trong những nỗi đau mọi người sợ là đầu tư quy hoạch bị trèo đó ấy, thì hiện tại Thanh Hóa đang làm rất mạnh tay mọi người nhá. Thế nên là năm 2024 là một trong những năm mà Long nghĩ bàn đạp để giúp cho Thanh Hóa từ giờ đến 2030 ấy, sẽ là một trong những cái thị trường mà nó phát triển gọi là phi mã về công nghiệp. Cái yếu tố thứ hai ấy, thì bản thân Long đánh giá và rất nhiều các anh chị nhà đầu tư ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang hay là Hưng Yên hay là Hải Dương về Thanh Hóa đầu tư là bởi vì Thanh Hóa thì nó có một cái nội lực nó rất là mạnh, nó giống y hệt như các thị trường phát triển rồi. Long có thể so sánh với mọi người ví dụ như là ở Hải Phòng, ví dụ như là ở Quảng Ninh, bởi vì Thanh Hóa, Hải Phòng và Quảng Ninh ấy, thì nó đều có những cái điểm tương tự, ví dụ như là về cơ sở hạ tầng. Mọi người hình dung là Thanh Hóa có cảng biển, Thanh Hóa có sân bay và Thanh Hóa có đường cao tốc. Cao tốc thì mới năm ngoái thông xe thôi. Thế nên đánh giá về yếu tố chủ quan nhé, là công nghiệp ở tại Thanh Hóa nó sẽ phát triển được bởi vì hạ tầng giao thông của Thanh Hóa đang rất là thuận lợi cho cái việc di chuyển. Bây giờ chúng ta đi về Thanh Hóa nó rất là thuận lợi, nó rất là gần. Giống như mọi người biết là Sầm Sơn là một trong thị trường mà đông khách thứ gọi là 2 năm gần nhất. Sầm Sơn đang là thị trường mà đông khách nhất so với cả khu vực miền Bắc. Thì câu chuyện rằng là gì? Cái lượng khách về Sầm Sơn đi rất thuận tiện, đi rất gọi là mình đi về Thanh Hóa mình du lịch đi thì mình tiết kiệm được chi phí này, mình tiết kiệm được thời gian này, nó không như ngày xưa đi mất tầm 3-4 tiếng nữa. Thì khi mà hạ tầng lên thì mọi người thì đồng nghĩa với việc là gì? Chúng ta sẽ thu hút được những cái người gọi là đến đây du lịch vậy, và những cái giới đầu cơ hoặc là những cái người nào mà chủ doanh nghiệp người ta muốn về, người ta đặt nhà máy ở tại Thanh Hóa, bởi vì là giao thương hàng hóa đi các tỉnh nó cũng rất là thuận tiện, bởi vì Thanh Hóa là nằm giữa miền Bắc và miền Trung, gần như là nơi giao thương cửa ngõ giữa hai vùng. Thế là đi các cái vùng khác nó rất là thuận tiện, mà trong Thanh Hóa lại có sẵn cái điều kiện để giúp cho doanh nghiệp phát triển về công nghiệp rồi, hạ tầng thì sân bay, cảng biển và cao tốc. Đấy là những cái điều mà Long nghĩ rằng là bất động sản Thanh Hóa đang là một cái lợi thế rất lớn so với cả các vùng khác. Lý do thứ ba ấy, thì Long nghĩ rằng là Thanh Hóa chiếm một cái con số gọi là rất là mạnh trong cái vấn đề gọi là dân cư, vì hiện tại là dân Thanh Hóa đông thứ ba của cả cái Việt Nam. Thì câu chuyện rằng là dân đông thì sau này mọi người hình như là cái sức bán, sức mua ở tại Thanh Hóa nó sẽ nhiều hơn thị trường khác. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại người Thanh Hóa người ta đang chưa có tiền, người ta đang chưa có cái nhu cầu đầu tư bất động sản thôi. Nhưng nếu như sau này mọi người thử tưởng tượng xem, khoảng tầm hơn 3,6 triệu người ở Thanh Hóa ấy, thì người ta sau này khi mà người ta có điều kiện, khi phát triển công nghiệp đã kiếm được tiền rồi, người ta có nhu cầu đầu tư bất động sản, thì mọi người hình dung là gì? Cái dòng tiền nó sẽ chảy rất nhiều, dòng tiền nó chảy từ người này sang người kia. Ví dụ như là người này kinh doanh thì người kia phải bỏ tiền ra người ta mua. Và khi mà người ta kinh doanh, người ta có tiền ấy, thì mọi người biết rồi đấy, cái nhu cầu cuối cùng chúng ta vẫn muốn cho mình sở hữu những cái tài sản như là bất động sản này, như là bảo hiểm này, hay là những cái tài sản để phục vụ cho cái nhu cầu giống chúng ta, hoặc là chúng ta có thể là tích lũy của cải, tích lũy tài sản.
thì kênh bất động sản vẫn là một trong những kênh vua của thời điểm hiện tại. Thế nên là vì sao Thanh Hóa vẫn là một thị trường mà Long đánh giá là thu hút được vô cùng nhiều gọi là nhà đầu tư, người ta về bởi người ta nhìn thấy cái lợi lực sẵn rồi. Và dân Thanh Hóa hiện tại độ tuổi vàng lao động nhá chiếm khoảng tầm 60%. Có nghĩa là các cái tỉnh như Bắc Ninh thì Long, quê Long Bắc Ninh ấy, thì có những khu vực là người ta phải đi tuyển các công nhân viên ở nơi xa, người ta về người ta làm. Nhưng mà hiện tại ở Thanh Hóa chỉ cần đặt nhà máy công nghiệp thôi nhá, chỉ cần đặt nhà máy công nghiệp thôi thì kiểu gì mọi người cũng sẽ gọi là có sẵn cái nguồn lao động trẻ rồi. Chúng ta không cần phải đi đâu ấy, không cần đi bất cứ nơi đâu, chỉ chúng ta có thể là tìm hiểu nữa. Mà hiện tại Thanh Hóa có sẵn nguồn lao động trẻ rồi, nên đấy cũng là một trong những yếu tố để thu hút cho Thanh Hóa làm sao mà có các cái doanh nghiệp người ta về người ta làm để người ta đầu tư. Bởi vì là doanh nghiệp người ta sẽ rất yêu thích những cái bất động sản nào, những khu vực, những vị trí nào ấy nó đem lại được cái hiệu quả lao động, hiệu quả kinh doanh tốt để có cái dòng tiền để làm sao người ta thu hồi vốn khi người ta đầu tư những cái nhà máy, đầu tư những cái xí nghiệp như vậy. Đấy là lý do thứ tư. Chúng ta cùng nhau điểm sang gọi là lý do thứ năm mà cá nhân bản thân Long nghĩ là đây là một trong những lý do mà nó sẽ giúp cho Thanh Hóa thay đổi toàn diện cả cái vùng luôn. Thứ nhất đó chính là thứ năm, đó chính là phát triển công nghiệp. Thanh Hóa thì từ giờ đến 2030 thì định hướng phát triển là gì? Quy hoạch là 12.000 hecta làm với công nghiệp. 12.000 hecta làm với công nghiệp mọi người nhá. Quy hoạch là 12.000 hecta làm với công nghiệp. Bởi vì khu vực đó là một trong những cái khu vực mà dân Thanh Hóa rất đông như Long chia sẻ đấy. Nhưng mà muốn Thanh Hóa giàu, muốn Thanh Hóa bền vững thì bắt buộc chúng ta phải làm công nghiệp, bởi vì là du lịch Thanh Hóa phát triển bây giờ nó rất là sầm uất rồi. Nhưng mà câu chuyện chúng ta nhìn thấy rằng là du lịch nó chỉ khai thác được 4 tháng một năm thôi. Thế nên là nếu như để mà phát triển bền vững về công nghiệp để tạo được nhiều công việc làm cho người dân thì cái điều này khu công nghiệp nó giải quyết được cho Thanh Hóa một cái bài toán như vậy. Thế nên là bắt buộc Thanh Hóa từ giờ đến 2030 nó sẽ làm khoảng tầm 12.000 hecta làm công nghiệp. Thì Long ví dụ cho mọi người nhé, 12.000 hecta làm về công nghiệp không tính đến khu kinh tế Nghi Sơn nhé mọi người nhé. Thì mọi người dùng là khu nghiệp Samsung ở Bắc Ninh hiện tại đang là 1.000 hecta thì nó sẽ kéo khoảng tầm từ 60 đến 80.000 công nhân viên về đây. Thì hiện tại nếu như trong trường hợp 12.000 hecta thì nó sẽ kéo quy mô được khoảng tầm 500.000 người ta có công việc làm. Thì mọi người hình dung là tất nhiên đối với cả hiện hữu rồi nhá, nếu khu nghiệp hiện hữu rồi nhá, nếu như hiện hữu như vậy thì mọi người hình dung là 500.000 người tại Thanh Hóa người ta có việc làm thì người ta kéo cái kinh tế GDP đầu người của Thanh Hóa lên cao như thế nào. Nó kéo kinh tế của đầu người Thanh Hóa lên cực kỳ cao luôn. Thế nên đấy là lý do vì sao mà bản thân Long thấy rằng là Thanh Hóa sẽ là một trong những thị trường mà sắp tới sẽ vô cùng nhiều những tiềm năng tăng giá riêng. Để giúp cho chúng ta có thể là có những cái góc nhìn, có những cái gọi là lợi thế khi chúng ta đi tìm hiểu và đầu tư bất động sản ở dưới Thanh Hóa. Và cái lý do cuối cùng mà Long nghĩ rằng là đây là một trong những lý do mà nó quyết định thu hút được là giới đầu tư về Thanh Hóa. Bởi vì sao? Bởi vì là rất nhiều nhà đầu tư chia sẻ với Long rằng gặp phải những cái nỗi đau, những cái băn khoăn là gì? Gần nhà ngày xưa chúng ta bỏ lỡ những cơ hội, không có tiền để mua nữa. Bởi vì bây giờ nhá, ví dụ như Bắc Ninh ngày xưa nó chỉ tầm khoảng 3-5 triệu thôi, đến thời điểm hiện tại nó tăng lên đâu đó là khoảng tầm 20-30 triệu, thậm chí 30-40 triệu. Vì câu chuyện là gì? Ngày xưa nó còn rất rẻ, công nghiệp thời điểm đó mới phát triển thôi. Và Thanh Hóa thời điểm hiện tại đang trong cái giai đoạn là gì? Mới phát triển. Và giá bất động sản Thanh Hóa, Long chia sẻ thật với mọi người, nó còn quá rẻ so với các thị trường xung quanh. Nhưng mà rẻ đấy, nhưng mà không phải cứ mua đất rẻ ở Thanh Hóa là thắng đâu mọi người nhá. Bởi vì Thanh Hóa diện tích của Thanh Hóa rất to đấy. Không phải là cứ mua đất ở Thanh Hóa là cứ mua vào là thắng đâu. Cái này nó cần đòi hỏi chúng ta còn phải biết được xem cái định hướng phát triển này, xem quy hoạch này và xem cái vùng nào vùng trọng tâm mà chúng ta còn phải đánh giá tổng quan nữa cơ. Thế nên vì sao Long chia sẻ rất nhiều cho mọi người trong cái chủ đề video của Long về những cái hướng đi đầu tư tại Thanh Hóa này, các cái huyện tiềm năng ở tại Thanh Hóa này, để giúp cho anh chị có cái góc nhìn nó đa chiều, góc nhìn nó rõ ràng về cái thị trường đầu tư dưới này. Thế nên nếu như mà bảo là bất động sản giá rẻ tại Thanh Hóa, chúng ta cần phải chú ý một cái nhé. Giá rẻ nhưng mà chúng ta phải xem có gần công nghiệp hay không. Và giá rẻ tại Thanh Hóa hiện tại thì nó có nằm trong khu vực gọi là xen kẹt khu dân cư hay không. Và giá rẻ của tại Thanh Hóa thì nó có quy hoạch gì mở đường hay không. Bởi vì nó còn rất nhiều cái yếu tố khác tác động vào cái yếu tố giá bất động sản. Giá rẻ là một chuyện nhưng mà nó phải có những cái động lực tăng giá để giúp cho anh chị nhà đầu tư làm sao mà có cái góc nhìn nó rõ nhất, nó chuyên sâu nhất về cái thị trường đầu tư ở tại Thanh Hóa. Thì nó sẽ đúc kết lại cho mọi người những lý do như sau này. Long ghi lại đây rồi. Nhất là chính là về cái vốn đầu tư công tại Thanh Hóa hiện tại đã rất thực tế, 12.000 tỷ đã giải ngân được khoảng hơn 6.000 tỷ rồi. Đây là một yếu tố tốc độ phát triển rất thực tế. Và thứ hai là Thanh Hóa thì có cái điều kiện tự nhiên nó rất giống với cả Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Ví dụ như là có biển, có du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm này, có phát triển công nghiệp này, gần như nó rất là la lá nhau. Tiếp theo thứ ba là dân Thanh Hóa đông thứ ba của Việt Nam, thì sau này sức mua sức bán tại Thanh Hóa nó cực kỳ khủng khiếp. Và thứ tư là 12.000 hecta làm về công nghiệp ở Thanh Hóa là một trong yếu tố mà Long nghĩ rằng nó sẽ tác động rất mạnh tay đến thị trường đầu tư bất động sản Thanh Hóa. Và yếu tố cuối cùng là giá bất động sản Thanh Hóa hiện tại vẫn còn đang rất rẻ, chúng ta vẫn có thể là lựa chọn và đầu tư săn được những bất động sản là một giá tốt và tiềm năng phát triển rất rõ ràng. Đó những cái điều Long muốn chia sẻ cho mọi người trong chủ đề video ngày hôm nay. Nếu như mọi người thấy video này có Long hay thì hãy để lại cho Long một like, một đăng ký kênh để khi Long ra những chủ đề video tiếp theo về bất động sản thì mọi người sẽ là những người đầu tiên nhận những thông tin mới nhất từ Long. Và Long xin vô cùng cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư đã xem hết cái chủ đề video của Long.